Đầu tư Bitcoin 1 tỷ một tháng. Đầu tư Bitcoin. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại kênh tự học trí tuệ nhân tạo của tôi. Thì ở trong số video kỳ trước á, tôi đã giới thiệu cho các bạn biết cái ngành data science là gì rồi á. Thì bạn nào mà đã coi qua video của tôi rồi á, thì không biết là các bạn có đã lấy được cái chứng chỉ của Microsoft chưa ha. Thì bạn nào mà chưa biết về cái chứng chỉ đó á, thì có thể quay lại cái data trước của tôi coi về nội dung về ngành data science là gì. Thì trong video đó á, tôi có giới thiệu một cái khóa học do Microsoft cung cấp, nó hoàn toàn miễn phí. Và nếu mà các bạn sau khi học xong á, các bạn muốn được cấp cái chứng chỉ á, thì các bạn có thể liên hệ với Microsoft để mà đóng một cái khoản phí nhỏ, sau đó là sẽ được Microsoft cung cấp cái chứng chỉ đó luôn nha. Thì cái chứng chỉ này phải nói là chứng chỉ quốc tế và cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Rồi, vậy thì ở video ngày hôm nay á, thì như tiêu đề á, Data Scientist nè, Data Analyst nè và Data Engineer, nó là gì? Chúng khác nhau như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ phân biết sự khác nhau cho các bạn biết nha. Rồi, video hôm nay là một phát ba nháy luôn. Rồi, intro lên. Rồi, thì đầu tiên á, ở phần đầu này á, tôi sẽ xin phép nói về phần cái nghề data analyst trước nha. Bởi vì sao? Bởi vì phần data analyst này á, nó sẽ khác biệt hơn so với lại hai cái nghề là data engineer và data scientist nha. Hai phần đó nó sẽ hơi tương tự nhau, cho nên tôi sẽ để dành ở nói sau để có thể phân tích hai nghề đó nó rõ ràng hơn cho các bạn biết nha. Rồi, thì nếu mà nói về ba ngành á, data analyst nè, data scientist nè và data engineer á, thì phải nói là cái nghề data analyst á, thì hiện tại đang được ưu tiên tuyển dụng rất là nhiều luôn, nhiều hơn so với lại hai nghề kia. Các bạn có biết vì sao không? Thì cái lý do á mà khiến cho cái nghề data analyst á nó được tuyển dụng nhiều hơn á, đó là vì lý do là cái nghề analyst thì các bạn phải hiểu biết, có một gọi là các bạn phải hiểu biết về kinh doanh, đặc biệt là hiểu biết về kinh doanh của cái công ty mà các bạn đang làm, cái doanh nghiệp mà các bạn đang làm á, để mà các bạn có thể phân tích cái dữ liệu của các bạn, sau đó các bạn có thể đề xuất đưa ra những cái đề xuất những cái chiến lược, có thể là chiến lược ngắn hạn nè, hoặc là chiến lược dài hạn nè, với ban lãnh đạo nè, hoặc là với phòng kinh doanh, hoặc là phòng bộ phận marketing á. Thì mình cũng sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn, thì giống như cái video trước của tôi á, tôi sẽ lấy cái ví dụ gọi là cái thương hiệu cà phê The Coffee Villa á. Đó, thì ví dụ như gì, cái thương hiệu cà phê này á, đối tượng của họ là hướng tới cái giới trẻ, nhưng mà nhờ có người cái người làm data analyst á, họ đã phân tích cái dữ liệu ra, thì ngoài cái giới trẻ thường đi đến ngồi uống cà phê tại quán cà phê á, thì còn có một bộ phận là dân văn phòng, họ đi làm á, thì họ thường tới quán để mua cà phê, nhưng mà họ sẽ mua mang đi, tức là khi mà các bạn nhìn vào quán các bạn chỉ thấy giới trẻ thôi, nhưng mà thật chất ngoài ra trong đó nó vẫn có một đối tượng khác, đó chính là dân văn phòng, người lớn á, họ đến để họ mua cà phê mang đi. Thì sau khi mà họ đã có được cái dữ liệu đó rồi á, họ có thể đưa ra được những cái chiến dịch, những cái ưu đãi dành riêng cho cái đối tượng là dân văn phòng đến để mà mua cà phê mang đi á. Đó, thì đó chính là một cái ví dụ mà người data analyst họ đã phân tích cái dữ liệu á, sau đó được đề xuất ra những cái chiến dịch cho phòng marketing để tạo ra các cái ưu đãi nè, hoặc là đề xuất lên cho phòng kinh doanh để mà có thể hỗ trợ cái tệp khách hàng khác ngoài cái tệp hàng trẻ đó ra đó. Thì đó chính là một trong những cái ưu điểm mà cái người làm data analyst họ phân tích được cái dữ liệu và họ hiểu biết thêm về kiến thức kinh doanh hoặc là những cái insight của khách hàng đó các bạn, để sau đó áp dụng vô đó. Rồi, thì nói tóm lại á, một người data analyst á, thì sẽ phải hiểu biết thêm về cái phần mà cái mạng kinh doanh đó các bạn. Thì ngoài ra người đó còn phải hiểu biết về các cái công cụ, gọi là công cụ phân tích dữ liệu á. Thì ví dụ như là Python nè, Excel nè, SQL nè, hoặc là Tableau nè. Ngoài ra còn rất là nhiều nữa, vân vân luôn đó các bạn. Rồi, vậy thì tiếp theo sẽ là các bạn làm bên nghề data engineer. Thì một bạn data engineer họ sẽ phải tập trung nhiều về cái mạng kỹ thuật nè, hoặc là cái mạng bảo trì nè. Thì nhiệm vụ của họ thì sẽ là kiểu như là bảo trì nè, vận hành data warehouse nè, đảm bảo chất lượng data, hoặc là xây dựng các cái database á. Nói chung là sâu về kỹ thuật.
các bạn, còn các bạn data analyst khi mà họ cần các cái dữ liệu thì chính những các bạn data engineer này họ sẽ hỗ trợ cho các bạn analyst về các mảng kỹ thuật chuyên sâu luôn nha. Thì các bạn data engineer này á, đặc điểm của họ là họ sẽ không cần phải quá tập trung về các cái gọi là phần kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Họ sẽ phải, nhiệm vụ chính của họ chính là tập trung vô phần kỹ thuật. Thì một số các cái mà kỹ năng hoặc là kiến thức á, mà một người data engineer cần phải trang bị á, thì ví dụ như là system nè, hoặc là cấu trúc về database nè, như là on-prem hay là on-cloud nè, hoặc là một số các cái kỹ năng như là xử lý các cái database nè. Rồi, cuối cùng á, sẽ là đến một trong những cái ngành nghề gọi là hot nhất hiện nay luôn, cực kỳ hot nhưng không hề dễ. Đó chính là ngành data scientist. Thì cái ngành data scientist này á, nó cũng sẽ tương tự như là data engineer, cũng sẽ không cần tập trung quá nhiều vào kinh doanh của doanh nghiệp, mà nó sẽ rất là tập trung chuyên sâu về ở mảng kỹ thuật nha. Thì vậy thì data scientist và data engineer khác nhau chỗ nào? Thì data engineer họ là những người làm kỹ thuật nhưng họ tập trung vào việc vận hành và bảo trì hệ thống vân vân. Còn ở data scientist á, thì họ sẽ là người làm kỹ thuật nhưng họ sẽ phải làm kỹ thuật một cách chuyên sâu hơn. Họ sẽ phải phân tích nè, sau đó nghiên cứu nè, để có thể cải thiện các cái hệ thống nè, rồi đưa ra những cái hướng mới hoặc là những cái cách thức mới để mà cho hệ thống có thể vận hành á. Thì nói tóm lại á, data engineer họ là những kỹ sư chuyên làm về kỹ thuật vận hành, còn data scientist á, họ là những nhà gọi là khoa học chuyên nghiên cứu nè, phát triển các cái hệ thống để mà có thể vận hành tốt hơn. Những cái kiến thức mà một người làm data scientist á, cần phải có á, thì các bạn sẽ phải có ví dụ như là toán nè, toán thống kê nè, Python nè, rồi data modeling nè, data visualization nè, vân vân rất là nhiều luôn. Và đặc biệt luôn ở trong cái nghề data scientist này á, nếu mà bạn có về những cái kỹ năng mạnh về ví dụ như là toán á, thì đó sẽ là một cái điểm cộng rất là mạnh cho các bạn, cũng là một cái ưu thế luôn cho các bạn ở trong cái ngành data scientist này. Đó, thì vừa rồi á, tôi đã cho các bạn biết về cái sự khác nhau cơ bản giữa ba ngành là data analyst nè, data engineer nè và data scientist á. Thì để mà các bạn có thể có được một cái nhìn gọi là tổng quát hơn á, thì sau đây tôi sẽ cho các bạn coi một cái bức hình. Thì các bạn nhìn vào cái bức hình này á, các bạn có thể nhìn thấy ở phần trục ngang bức hình á, thì nó chính là độ mà các bạn hiểu biết về kinh doanh mà các nghề này cần. Còn là phần trục dọc á, các bạn có thể thấy nó sẽ biểu thị cho cái phần hiểu biết của bạn về kỹ thuật nha. Thì người làm nghề của data analyst á, thì họ sẽ cần phải hiểu biết nhiều hơn về cái mạng kinh doanh. Còn ở data engineer và data scientist á, thì họ sẽ cần phải hiểu hơn nhiều hơn về cái mạng kỹ thuật. Đó, thì vừa rồi mình đã phân tích cho các bạn biết về các sự khác nhau cơ bản giữa ba ngành là data analyst nè, data engineer nè và data scientist á. Thì nói chung tóm lại ba ngành này, mỗi ngành đều có những cái thế mạnh riêng của nó. Ok. Rồi, thì mình cũng mong được á, là được nhận được cái sự góp ý của các bạn để có thể góp ý thêm cho mình về các cái nội dung video, ví dụ như phân tích ba ngành này kỹ hơn nè ở phía dưới phần comment. Thứ nhất là để cho mình có thể hiểu rõ hơn, và nếu mà mình có sai cái gì á, thì mình cũng có thể hiểu, mình có thể học thêm và có thể là chia sẻ thêm nữa cho các bạn biết nha. Thì các bạn cứ thoải mái comment phía dưới nếu mà mình có sai hay gì đó nha. Rồi, thì video hôm nay đến đây thôi, cũng khá dài rồi. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Khoan, thì nhớ tham gia cái group cộng đồng của mình nha. Mình sẽ để link group cộng đồng về trí tuệ nhân tạo của mình ở phần mô tả phía dưới nha. Ok, bye.